không có điểm nào mà chê những dòng này hết đấy. Tại vì những dòng này nó gọi là huyền thoại rồi, 5000A, 2000A, 2000X rồi tới 5000X, nó chạy 4 con Toshiba chữ đỏ nha. Giá là 14.500.000 bao gồm phí ship, đẹp không điểm trừ nào luôn nha. Bác nào yêu thích thì alo cho em và muốn sưu tầm những con hàng rất là VIP như thế này. Đây là con 5000A 280W đánh 3 cầu loa ABA cộng B, là dòng xuất âm tụ chuyên trị những dòng loa cổ nghe nhạc vàng Bolero Âu Mỹ Nhật, loa Pioneer, Sansui, Reveler. Đấy. Giờ trước tiên em qua chi tiết về ngoại hình của em nó để các bác cùng xem. Long lanh cành đào nha, chạy 4 con Toshiba chữ đỏ 0273 nha các bác. Chạy 4 cầu điện nha, hiện tại đang sử dụng điện 100 110, vì nó từ Mỹ về, hàng đấu giá eBay về nguyên thùng, rất là hiếm. À, phía trên nắp của em nó, hàng sưu tầm nha các bác. Bên em cũng có những con không thùng cũng đẹp xuất sắc luôn, giá là 13.500.000, nó sẽ rỉ hơn 1 triệu so với con có thùng nha. Có thùng thì nó cồng kềnh và nó đắt hơn, tiền phí nó cũng cao hơn nên về nó sẽ đắt hơn 1 triệu. Đấy. Sau đây em bật đèn lên để game điện để các bác cùng xem phim nó lên đèn. Đặc trưng những dòng receiver của Sansui thì lên đèn nó rất là hoài cổ và đẹp nha. Rồi em sẽ mở ruột gan bên trong để các bác cùng ngắm nghía luôn. Đây là khi em nó lên đèn. Đấy. Rất là đẹp, vừa nghi vừa trưng bày trong phòng khách và có thể kết nối với những con AK để phía trên như thế này, cực kỳ là hoài cổ. Đối với 5000A các bác chơi thoải mái những dòng loa cổ bắt 40 đô lại nha. Những chiếc A đều đánh rất là tốt. Và những dòng loa Sansui bắt 40 cổ mắc võng. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong và độ đẹp của sản phẩm luôn. Vâng, và em mời các bác cùng ngắm vĩ điệp của con 5000A thùng xốp này nha. Series là 0273. Đấy, ngắt ngay cho các bác. Những con receiver Mỹ này thì bên em đều đấu hàng mạng về, trang eBay về. Nó là dòng sức âm tụ, các bác nghi càng lâu càng thấy thấm và nó ấm tiếng lắm. Giúp với những dòng loa cổ tuyệt vời luôn, không có điểm nào mà chê những dòng này hết đấy. Tại vì những dòng này nó gọi là huyền thoại rồi, 5000A, 2000A, 2000X rồi tới 5000X, nó chạy 4 con Toshiba chữ đỏ nha các bác. Đẹp tuyệt vời nha. Giá 14.500.000 đã bao gồm phí ship. Báo nào cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu cho lên em ship hàng, còn chiên khoán đủ em vẫn bớt 200.000. Chiên khoán đủ thì con này còn lại 14.300 bao ship nha. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là tổng quan và độ đẹp của con 5000A. Đây là hai số điện thoại chính của em, các bác có thể liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại nha. Cực kỳ đẹp nha các bác, trở kháng là 4-16 ohm, điện 100-110, đánh hai cầu loa ABA cộng B, bộ zin theo máy nha. Đây các bác thấy đẹp không? Nét căng luôn nha. Đấy. Tem từ nguyên luôn. Hai cầu loa ABA cộng B. Giá 17 bao ship nha các bác. Các bác chơi những dòng loa JBL như là dòng 4312, kể cả những dòng bass 40 của JBL luôn, em nó đánh cực kỳ tốt luôn. Lực đánh nó y như đẩy các bác, cực kỳ khỏe. Đặc biệt sướng cái là các bác chỉnh được bass mic chép, có thể can thiệp vào lời ca sĩ này, mình có thể chỉnh được tiếng mic nó dày lên. Đấy. Mà nhà mà tiếng ca sĩ nó mỏng thì mình có thể chỉnh nó dày lên. Có lo nét nha, đầy đủ các tất cả tính năng luôn. ABA cộng B 35. Đấy. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Máy con này cực đẹp nha. Hai em tuyển về rất là kỹ. Các bác cùng xem này, xem làm một tí nha. Đấy, một gỗ này. 1150 nha. 17 bao ship, chuyển khoản đủ là còn 16.8. Các bác chuyển khoản đủ thì em bớt 200. Vâng, và em chuyển mời các bác cùng xem đồ đẹp của con 1150 em đưa về. Các bác thì thấy độ nét của sản phẩm luôn nha. Đấy. Nó chạy 4 con Motorola Mỹ nha các bác. 4 con Motorola XM sò nhôm nha. Đặc biệt những dòng mà Mỹ thì thường chạy sò nhôm. 4 con nhôm XM Motorola cực kỳ đẹp nha các bác. Đó, thấy đồ đẹp. Trên những bo công suất và ohm sách của Marang mùa nưa đều có lọc công suất nha các bác. Cái đồ đó nó lọc công suất nha. Đây là phần bo nguồn từ lên và sexy các bác. Ken luôn nha. Cực kỳ đẹp. Tất cả hoạt động hoàn hảo nha. Bác nào mình lấy thì alo cho em Chiến nha, qua hai số điện thoại 0978338140 hay là 0965770227. Đây là hai số điện thoại của em nha.
Đấy các bác thì alo cho em nha, sở hữu con 150. Hay ghép loa đồ chơi loa Mỹ, loa châu Âu rồi mà kinh nghiệm loa công suất lớn, bass lớn thì các bác lựa chọn con này. Tiếng lực càng tăng cường ở ba dải rất là dễ dàng. Và mé nó cực kỳ đẹp nha, các bác cùng ngắm này. Đấy. Đặc biệt sạc Win Vega thì không thể thiếu 1150 nha các bác. Đã chơi một sạc Win Vega thì 1150 thì không thể thiếu. Và những dòng loa JBL nữa nha. JBL vẫn rất là hay. Bass 30 40.